Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Khi chúng ta có những cây hoa lan đã bị nấm và tất cả những rễ này đều đã bị hư, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách phục hồi rất đơn giản và dễ. Phần rễ này chúng ta không thể phục hồi lại được vì tất cả các chiếc rễ đều đã bị hư hoàn toàn. Nhưng trên đây vẫn còn những chiếc rễ khỏe mạnh. Các bạn hãy làm sạch tất cả những chiếc lá bị thối ở gần gốc cây. Sau đó các bạn rửa cho thật sạch. Các bạn sử dụng một củ hành nhỏ có chứa rất nhiều vitamin A, B, C và các khoáng chất như là canxi, kali, phốt pho, magie. Chúng ta cần làm nát ra. Các bạn cho vào nửa lít nước. Sau đó các bạn hãy lọc lấy nước này. Các bạn dùng nước này, chúng ta vệ sinh lá thêm một lần nữa. Và với cách làm này, khi các bạn phục hồi lại thì những cây hoa lan sẽ phát triển rất nhanh và những chiếc lá sẽ không bị nấm, rất hiệu quả. Sau đó các bạn cho phần nước hành này vào ly. Và chúng ta sẽ ngâm phần gốc của cây hoa lan trong nước hành này trong 30 phút. Và cách làm này sẽ giúp cho những chiếc rễ phục hồi sẽ khỏe mạnh hơn. Sau 30 phút, các bạn lấy cây ra. Và chúng ta cần sử dụng một chai nhựa. Các bạn cắt giống như mình. Sau đó mình sẽ đặt phần gốc hoa lan vào như thế này. Các bạn đặt vào ly. Sau đó các bạn cho nước vào. Và nước chỉ vừa chạm vào chiếc rễ này. Khi nước ít các bạn bổ sung thêm, không chạm vào gốc của cây.
chiếc rễ này sẽ hút nước lên và giúp cho cây hoa lan duy trì độ ẩm rất tốt. Các bạn thường xuyên tưới phun sương lên lá 5 ngày một lần để giữ ẩm cho cây và đặt ở những nơi thoáng mát, tránh nắng chiếu trực tiếp. Và đây là kết quả sau một tháng tiếp theo. Khi độ ẩm được duy trì tốt, những chiếc rễ đã phát triển rất nhanh. Chiếc lá non rất cứng cáp, xanh tốt. Những chiếc rễ rất khỏe mạnh khi các bạn áp dụng phương pháp này. Và với cách làm đơn giản thì những chiếc rễ này sẽ phát triển rất khỏe mạnh. Nước sẽ luôn giúp cho những cây hoa lan yếu ớt của chúng ta phát triển mạnh rễ. Bây giờ các bạn có thể yên tâm để chúng ta trồng lại cây, giúp cây hoa lan này được phát triển tốt hơn ở môi trường bên ngoài. Mình có tạo rất nhiều phụ đề khác nhau, các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp nhất. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn phục hồi thành công những cây hoa lan khỏe mạnh.